xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay mình trở lại vườn hồng An Phú, chuyên cung cấp các loại hoa hồng. Nhưng mà đặc biệt hôm nay mình giới thiệu đó là một cái dòng mẫu đơn bông rang, kèm theo đó là những cái dòng hoa khác. Không quên kính chúc cả nhà một ngày mới đầy sức khỏe, quan trọng là sức khỏe ha, rồi may mắn. Đó là một cái điều rất đặc biệt. Thì hôm nay giới thiệu với cô chú chị trong vườn đó là một cái dòng hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt này hoa kép nha cô chú chị. Thì dòng này nó có nhiều size ở trong vườn, nhiều kích cỡ á. Thì đây là một cái dòng màu vàng, dâm bụt màu vàng nha. Một cái chậu một cốt và cái thân cao, thoát thân cao nha. Đây cái gốc to hơn ngón tay cái và thoát thân tầm khoảng 1 mét. Thì chậu này á, giá sỉ tại vườn, giá lẻ tại vườn á là 390k cho một cái chậu dâm bụt siêu hoa như thế này nè cô chú chị. Rất là đẹp nha, rất là đẹp. Mình sẽ đi vào trong, mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái dòng này. Đây, đây là hoa dâm bụt, này là hoa đơn nha, đây là hoa kép. Đặc biệt màu vàng là hoa kép, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Một cái gốc dâm bụt mà siêu hoa nên như thế này nè, và kèm theo đó là thoát thân cao rất là nhiều. Thì ở vườn hôm nay thì những cái lô cây kiển hôm nay thì được xuất đi rất là nhiều, và đang vườn đang trống vườn luôn rồi. Đây những cái chậu hoa hồng bữa hổm mình quay ở đây thì rất là nhiều, nhưng mà hôm nay đã trống vườn rồi, khách lấy rất là nhiều nha. Đây, đây là màu đỏ nè. Thì gốc màu đỏ này thì cái gốc rất là to, thì to hơn mấy gốc khác. Thì 390k giá tại vườn nha cô chú anh chị, là giá lẻ. Còn nếu như cô chú chị nào mà lấy giá sỉ thì có thể liên hệ ở chỗ shop. Đây, dâm bụt. Thì mình sẽ chia sẻ với cô chú chị một cái loại màu thứ hai, đó là siêu hoa, đó là hoa dâm bụt. Nhưng mà cái màu nó màu hồng rất là nữ tính luôn cô chú chị ơi. Gửi tới cả nhà nha. Đây là cũng là hoa kép nữa, hoa kép rất là đẹp. Đây, cái hoa to đùng luôn, bằng tay nè. Đó. Thì những cái dòng mẫu đơn vàng lá trung siêu hoa. Đây có nhiều size, một cốt này, thoát thân này thì như cái những cái clip trước thì mình giới thiệu là 190k tại vườn. Những cái dòng mẫu đơn nói chung là siêu hoa này thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, hoa nó size hoa. Đây, hoa rất là đẹp, đỏ cờ rất là đẹp nha. Đỏ này là nó lên màu đỏ giống như là hường luôn á cô chú anh chị. Thì như những clip trước mình đã giới thiệu thì vườn có rất là nhiều, hết mặt hoa thì cứ thay đổi. Thì kế tiếp theo đó là một cái dòng bông trang mỹ hồng một cốt và đang siêu hoa như thế này. Thì giá lẻ tại vườn là 190k. Đây, gốc đây mà thoát thân cái tông cao nữa. Đây, lô này thì rất là nhiều, cô chú anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ chỗ shop. Hoa nè, bút hoa nè. Đây, một cốt không nghe cô chú anh chị. Lô này thì cô chú anh chị nào muốn mua thì có lẽ liên hệ ở shop. Mỗi một chòi nó lên đều có mặt hoa hết, nở rồi nhú hoa. Đó, gốc này đang thuần chậu và sống khỏe trên chậu luôn. Giá sỉ là 190k tại vườn. Có những cái gốc cốt cao to siêu hoa. Đây là cái dòng mỹ hồng một cốt nha. Muốn giao lưu với cô chú anh chị cái hoa của nó nè. Thì giá sỉ và giá lẻ thì nó có thể thay đổi. Một cái mặt hoa như vậy mà nó lên hai màu luôn cô chú chị ơi, màu đỏ đậm và một cái màu hồng. Đó, đây hai mặt hoa. Thì trong thân nó cũng có hoa luôn, một cốt nha, một cốt. Toàn là lô này là toàn một cốt không. Tiếp theo
shop cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị, đó là dòng thứ hai, đó là thân bụi nhiều thân, thì nó đang sống khỏe và nó đang rất là tốt ở trên một cái chậu như thế này. Và một cái chậu như thế này thì có giá tại vườn là 250k tại vườn, còn giá sỉ và giá lẻ rồi ship hàng thì do chỗ khách thương lượng với chủ shop nha. Mình chỉ nắm giá mình báo với cả nhà như vậy thôi, rồi có thiện chí thì có thể gọi điện trực tiếp nha. Đây thì nó nhiều thân nha cô chú chị, 1 thân 2 thân 3 thân, thường nó lên có một cốt luôn. Đây gốc này thì bằng ngón tay cái của mình nè, mà chồi nó lên rất là sung. Đây lô này mình sẽ đi ra ngoài mình quay cái lô kia, đặc biệt lô miếng hồng này một cốt rất là đều, rất là đẹp. Như những cái gốc này, những cái chậu này thì đang búp hoa nè, và hoa nó nở nè. Cái này một cốt mà lên chia hai thân, rồi cái này là một cốt nữa, nhưng mà được cái này là được dâm nhánh từ hồi nhỏ, cô chú chị nuôi từ nhà một cái nhánh bầu, nhánh chiếc á, nên khỏe trên chậu và đang sung, đang hoa. $150k bao gồm cả chậu luôn, giá tại vườn. Đây hoa đó nè, nguyên cái lô này và một cốt bên đây. Thì mình cũng xin giới thiệu thêm, tại vì mình hứa là mình sẽ báo giá cái lô vàng dị đỏ, nhưng mà do hàng nó hết hàng rồi cô chú anh chị ơi. Thì cô chú anh chị thấy bữa nay cái vườn nó khác rồi, do khách, những vị khách đến lấy hàng rất là nhiều nên đã chốt lô hết rồi. Hiện tại còn trong vườn này là những cái mặt hàng này nè, mình đã like những cái clip trước, thì không phải mình làm tới làm lui nha cô chú anh chị, do phải giới thiệu với cô chú anh chị những cái mặt hàng mới mới để cô chú anh chị có thể tham khảo và có thể cập nhật những cái mặt hàng ở trong vườn. Thì gốc này là vàng ta, đây nó kẹo hoa hết trơn, mặt hoa nó như thế này nè. Đây một cốt thoát thân, và gốc thì hoành ở cỡ 5-6. Đây rồi đỡ nhung nữa cô chú chị ơi. Thì cô chú chị có thể quan tâm thì có thể đến vườn để lựa chọn một cái mặt hoa là ghép nhiều màu, không phải ghép nhiều màu nhưng mà đỏ với vàng chung đó. Thì nó có hai cái loại như vậy, hai cái mẫu cây như vậy. Đây hoa này đỏ này rất là ngọt nha cô chú chị, một cái gốc nhỏ thôi mà hoa nó lên cực kỳ sai luôn. Thì như những cô chú anh chị cả nhà mà xem những cái clip mình làm cho mình quay, mình giới thiệu cho cô chú anh chị xem ở cái vườn hồng của chị, thì cô chú anh chị có thể biết được cái mặt hoa nó mật độ nó sai như thế nào, và một cốt thoát thân thẳng như thế này đó, rất là đẹp nha. Thì mình cũng xin chia sẻ thêm là mình nhận giới thiệu cho cô chú anh chị xem những cái mặt hoa mẫu đơn ở vườn của chị. Thì theo như đề nghị của chị thì là 27-28 này đang là tổ chức một cái lễ hội hoa ở lớn nhất ở miền Bắc, thì chị có mời nhưng mà do cái công việc quá nhiều nên mình sẽ sắp xếp đi không được. Thì chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu trên màn hình, đang rất là vui ở ngoài miền Bắc để mà làm một cái lễ hội hoa đó. Thì mình sẽ đi vào cái khu trong để mình chia sẻ cái vấn đề hoa dâm bụt nha. Đây trong vườn nói ở đây thì đặc biệt là cung cấp các loại hoa hồng ngoại rất là sai hoa. Nếu như cô chú anh chị nào muốn lấy mặt hàng hoa mẫu đơn này bán Tết đó, thì trong vườn còn rất là nhiều, có thể liên hệ ở chỗ shop. Thì lúc này mình sẽ đi vào trong để mình giới thiệu cái mẫu hàng, đó là hoa dâm bụt. Đây được thuần ở trên chậu và rất là nhiều hoa, rất là đẹp nha. Dâm bụt hoa kép nhìn rất là đẹp và đang
siêu hoa luôn. 390k cho một cái gốc hoa dâm bụt đang sung và thần chậu như thế này, vàng, đỏ và hồng. Xa xa trong kia là những cái chậu đỏ do mình đi vào nó không được cô chú chị ơi, vườn do ngập nước nên nó bị sình đó. Thì vườn này thì mình sẽ hàng tuần mình sẽ cập nhật những cái mặt hàng hoa kiển gửi tới cô chú anh chị xem. Nhớ xem kênh, nhớ bấm đăng ký kênh để đón những cái video tiếp theo và những cái vườn khác. Thì có những vị khách, những khách hàng yêu cầu là chuyển tiền ship cây để mà tới chỗ nhận cây trả tiền, thì mình cũng đã có dự tính thương lượng với chị chủ shop, nhưng mà cái đó là cái công tác cái khâu bán hàng riêng, nên khách hàng sẽ thương lượng qua ở chỗ shop nha. Mình thì mình gửi tới giống như là mình là ở kẻ giữa, kết nối giữa người mua và người bán. Cô chú anh chị xem cũng nhớ thông cảm và làm một cái clip này gửi tới cô chú anh chị nha. Hoa rất là đẹp. Thì sau khi mình đăng tải những cái clip này thì có những cô chú anh chị gọi trực tiếp ở vườn, rồi có những cô chú anh chị gọi trực tiếp cho Pháp Thái để biết cái địa chỉ, tại vì ở xa đó nên không có gành đường. Thì Pháp Thái cũng có chia sẻ và cũng có dẫn giới thiệu với khách lấy hàng rất là nhiều. Đây, vàng nhĩ đỏ còn sót lại, cái này là vàng nhĩ đỏ ghép với vàng ta nha cô chú anh chị. Đây, vàng nhĩ đỏ nè. Do cái số lượng không nhiều nên khách yêu cầu thì ở vườn không còn nhiều nữa, tại vì khách đăng lên là khách đã lấy rồi, có người lấy sỉ, có người lấy lẻ. Như những cái chậu vàng ta này thì một cốt có thể là sẽ hoa chiền, và đây là những cái chậu hoa chuẩn bị cho này là đón Tết nè. Như cô chú chị nào lấy ra bán Tết đó, thì có thể là như cái chậu này là lấy bán Tết dừa nè. Đó, thì mình xin chia sẻ tổng thể cái khu vườn, kèm theo đó là những cái gốc mẫu đơn rồi hoa hồng ngoại các loại. Đây, rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Do quay vào buổi chiều nên cái ánh nắng nó gay gắt quá cô chú anh chị ơi, cái clip nó không được rõ. Thì mình sẽ ra mình quay sơ lược tổng thể về cái lô mẫu đơn này đang cực kỳ đẹp gửi tới cô chú anh chị xem, rồi mình sẽ kết thúc cái clip. Hẹn vào cái clip sau nha. Tầm cao mình cái này tầm khoảng chiều cao nó tầm khoảng 1m7, 1m7 nha cô chú anh chị. Đây hoa nó nè. Xuân đến thì trước mắt thì ai cũng thích một cái chậu hoa màu vàng nha cô chú anh chị, cho cái nhà mình thêm trở nên sống động là ở cái chỗ màu vàng, ai Tết ai cũng thích vàng hết trơn á. Đây, đó, rất là đẹp, hoa rất là tươi, đỏ cờ đỏ nhung, đỏ nhung ghép vàng nổi trội lên ha. Một gốc như vậy thì 490k tại vườn thì nói chung là sử dụng, tại vì nuôi trồng cái kỹ thuật với cái khâu chăm sóc nó cũng hơi lâu, nên cái giá này thì nó cũng quá hợp lệ của chúng chị ơi. Đây, hai gốc ghép chung hai màu. Rồi thì clip đến đây giới thiệu về cái vườn mẫu đơn hàng tuần, hàng ngày và tuần thì xin cũng được gói gọn tại đây và sẽ kết thúc clip gửi tới cô chú anh chị xem. Thì cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để xem nha. Đây có còn một cái chậu này ghép hai thân trồng chung vàng nhĩ đỏ. Đây là cảnh vàng nhĩ đỏ nha cô chú anh chị, hoa rất là tươi, được ghép chung với đỏ cờ. Đây, đỏ dân trắng Yên Bái rất là đẹp nha. Thì đa số những cái lô này được xuất xứ từ miền Bắc về, chứ không phải là trồng miền Nam nha. Miền Bắc nuôi dưỡng và đem về đây để mà thuần ở khí hậu miền Nam, nên hoa nó rất là sung. Thì cô chú chị mua cũng yên tâm về cái khâu thời tiết nha. Ở miền Bắc miền Nam nó có một cái không khí, cái thời tiết nó khác,
nên lúc này ở miền Bắc thì rất là lạnh, mà ở miền Nam thì thời tiết oi bức. Đây, hoa rất là sung luôn. Đặc biệt cái vườn này không có xử lý hoa cô chú anh chị, hoa tự nhiên, không có xử lý thuốc nha, nên cô chú anh chị mua cũng yên tâm. Đây, nhìn cái là nhìn cái mặt lá là cô chú anh chị sẽ biết. Khi mà do khách đã tới vườn lấy thì hôm nay mình giới thiệu cái dòng này có Mỹ Hồng kèm theo. Cũng xin kết thúc clip tại đây, do nắng quá nên cái máy mình nó bốc nhiệt rồi. Thì cũng xin kính chúc cả nhà chọn, nếu như yêu thích có thể chọn cho mình một cái mẫu cây, một cái loại hoa để chuẩn bị cho cái mùa xuân. Thì chúc cho cô chú anh chị có được một cái lựa chọn để mà theo cái sở thích của mình, kèm theo đó là một cái không gian mà nhiều màu sắc trong nhà mình. Mỹ Hồng nè, đỏ nè, vàng nè. Đó, thì clip xin kết thúc và xin chào cả nhà đã nhín thời gian ra để xem một cái clip mình gửi tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo nha.